Bây giờ tôi tìm được một cái cô nào đó đồng cảm với tôi thì tôi sẽ tạo ra một cái công việc gì đó để nuôi sống hai người. Rồi bây giờ lương là chú không có đúng không chú? Vâng. Rồi bây giờ vợ chú thì về hai người rồi mình sống nhắm được nổi không, đủ không? Thì khả năng của mình đầu tư vào cái công việc gì đó để cho đủ sống. Bây giờ 72 tuổi đầu tư là cái gì chú phải vạch ra cho người ta chắc chắn chứ. Chú hưu thì được có 2 triệu à, sao mình sống nọ đủ? Thì tôi mới nói là tôi cái số nếu mà 2 triệu đó thì nếu mà một mình tôi thì cũng tôi có coi chương trình ở trên mạng thì tôi thấy có một cái cô mà cô Thoa gì đó làm mà thầy thầy thuốc á, tôi thấy cái cô đó chấp nhận lấy chồng lớn tuổi Vậy thì nãy tôi còn hỏi chú nói chú chưa. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có chú U70 vượt quãng đường cũng xa để lên tìm một nửa yêu thương của mình. Điều kiện của chú đưa ra cũng hơi khó. Liệu ngày hôm nay chú có tìm được cô nào, chị nào không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, con chào chú. Trước hết là chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? À, thưa tôi tên là Đỗ Hữu Lạc, tôi sinh năm 1952. 52, nay 72 tuổi chú ha. Vâng. Tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chú? À, vợ tôi mất năm 2010. Chú ở đâu chưa? Tôi ở Phước Thái, Long À, Thành, ở Đồng Nai Đồng Nai. ha. Rồi. Chú có mấy người con? Tôi có hai người con sống riêng hết, có gia Sống đình riêng hết, riêng. gia đình riêng hết rồi. Rồi từ lúc bà xã mất rồi chú có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Thì lúc đó thì tôi cũng bồn bon chen rồi không, nên tôi không nghĩ tới cái vụ lập thêm gia đình. Dạ. Nhưng đến bây giờ cái tôi không còn đi làm bon chen nữa thì ở nhà một mình tôi thấy cảm thấy nó Buồn, cô cô đơn, đơn. buồn. Dạ. Với hơn nữa là sợ đêm hôm đau ốm không có ai hỗ trợ. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nên tôi muốn tìm một cái người bạn đời để sống với nhau trong cái thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Bây giờ thì chú về hưu rồi ha. Tôi hưu tự do. Hưu thì rồi lương tháng thu nhập thì được nhiêu chú? À, con tôi nó hỗ trợ khoảng 2 triệu một tháng. Rồi số tiền tôi dành dụm được tôi bù đắp vô cho nó đủ sinh hoạt một tháng. Bây giờ mình lấy vợ về thì mình đủ sinh hoạt ông chú nhắm no, nuôi nổi không, nuôi vợ nổi không? Theo ý tôi là tôi tìm được một cái cô nào đó mà đồng cảm để kết hợp với tôi thì tôi sẽ tạo cái điều kiện để làm ăn cái việc gì cho vừa cái khả năng của mình để phục vụ cho đời sống. Dạ, bây giờ 72 tuổi mình làm gì chú? Chú tính chú vạch kế hoạch làm gì chú? À, theo tôi nghĩ ở trên xã hội này nó có nhiều cái ngành nghề, cái công việc để mình làm cho vừa với cái khả năng của mình. Nhưng mà bây giờ 72 tuổi rồi, chú ngắm là chú sẽ làm công việc gì nè? Kinh doanh hay là sao chú? Chú nói rõ, phát âm rõ chút cho tôi nghe dễ chút. Bây giờ chú 72 tuổi rồi, chú muốn làm công việc gì, kinh doanh hay sao chú? Theo tôi bây giờ thì có thể là kinh doanh cái việc cho dựa khả năng của mình thôi chứ cũng không có làm được cái ra cái sức lao động mà chân tay nữa. Rồi, bây giờ thì mình tìm một nửa thương thì chú cần khu vực nào không? Ở đâu không? Chú nói to lên. Đói quá rồi. Giờ tụi con gần 3 giờ chiều rồi đói quá, nói không nổi nữa. Ở đây không có. Dạ. Chú chưa ăn gì luôn hả? Trưa nay chú ăn uống gì chưa? Chưa. Cái sao không lên chương trình rồi ăn uống rồi Không, tôi đợi lên. không biết là thứ tự mình tới cái lúc nào nên thử tôi không dám đi ăn. Trời đất ơi. Ý là bây giờ chú muốn lên chương trình là chú kết nối một cô rồi về nhà mình sẽ vạch cái kế hoạch của mình sẽ làm gì như thế nào. Thì tôi mới trình bày đó, bây giờ tôi tìm được một cái cô nào đó đồng cảm với tôi thì tôi sẽ tạo ra một cái công việc gì đó để nuôi sống hai người.
Rồi bây giờ lương rồi chú không có, đúng không chú? Vâng. Rồi bây giờ vợ chú thì hai người mình sống nhắm được nổi không, đủ không? Thì khả năng của mình đầu tư vào cái công việc gì đó để cho đủ sống. Bây giờ 72 tuổi đầu tư vào cái gì chú phải vạch ra cho người ta chắc chắn chứ. Nghe không rõ. Rồi bây giờ chú tìm một nửa thương nè, độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Theo tôi nghĩ là việc của mình nghĩ thôi nha. Nếu mà trời cho thì từ 50 cho đến 65. 50 đến 65 chú ha. Vâng, nếu rồi. Mà trời cho cái tới đâu chỗ duyên mình ở đâu. Rồi chú có cần một bên một nửa thương, có nhà cửa kinh tế ổn định không? Tôi thì chỉ cần một người cái đàn bà dịu dàng, trung hậu, siêng năng. 65 tuổi ở chợ đến với chú vẫn được đúng không chú? Tôi đã trình bày rồi, tôi chỉ cần có bao nhiêu mới trình bày đó, tôi cần như đó thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ chú không có nói rõ là bây giờ lương thì lương của chú hưu thì được có 2 triệu à, sao mình sống nợ đủ? Thì tôi mới nói là tôi cái số nếu mà 2 triệu đó thì nếu mà một mình tôi thì cũng thiếu, thì tôi cũng còn một số vốn nhỏ nhỏ của tôi dành dụm từ lúc mà tôi còn đi làm được đó, thì tôi lấy ra để bù đắp như vô. Là chú cũng có một cái số tiền nhỏ để chú thủ già đúng không? Đúng rồi. Đó, chú phải nói như vậy thì người ta mới hiểu được. Tôi nói nãy giờ vậy mà. Rồi bây giờ chú xem chương trình tụi con lâu chưa? Mới lần đầu. Rồi chú có xem chương trình, có thấy cô nào trên chương trình này, có cô nào được không, kết cô nào chưa? Tôi mới tới đây để tỏ bài cái hoàn cảnh của mình thôi. Dạ. Vâng. Mình lên chia sẻ bản thân ha. Vâng. Rồi. Chú đi sáng giờ chú đi một mình ai chở chú tới? Tôi đi xe buýt. Xe buýt. Vâng. Bị ở đây hẻo lánh thì tôi cũng không rành, không dám đi xe máy. Sợ mình đi bộ. Ở đây thành phố Biên Hòa hẻo lánh thì chú. Dạ. Ôi, sức khỏe mình sao chú? Con thấy chú đi vô hay yếu mà đói bụng quá đi không nổi chú. Chú nghĩ vậy à? Con thấy chú đi ấy mà mình đói quá đúng không chú? Đói chưa? Đúng rồi. Sáng giờ chú sáng ăn, chú có ăn sáng không? Có ăn sáng. Dạ, chứ chưa không có thôi ha. Vâng. Con cũng hơi mệt. Chú lên chương trình chú ngắm cô nào chưa? Tôi có coi chương trình ở trên mạng thì tôi thấy có một cái cô mà cô thoa gì đó làm thầy thuốc á. Tôi thấy cái cô đó chấp nhận lấy chồng lớn tuổi. Vậy thì tôi còn hỏi chú nói chú chưa. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tôi coi trên mạng của kênh của mấy chú mà. Dạ. Cô Tho là đang thầy thuốc đúng không? Chị dạ. Bệnh đúng không? À, coi trên mạng của mấy chú Đức Tuấn á. Mấy cô đó có mấy mẫu đất trên đó đó. Tôi không mang vấn đề đó. Nhưng mà tôi... mấy cô đó thì bắt rễ, chú nhắm chú về chú rễ được không? Tôi ở nhà tôi một mình cô đơn nên bởi vì tôi muốn tìm một nửa, mà bây giờ đi ở rễ thì cũng được thôi, có gì đâu. Cũng chấp nhận luôn hả cô chú? Vâng. Thương vợ là chú cũng chấp nhận đi ở rễ luôn. Vâng. Mình 72 tuổi rồi mình ở rễ thì cũng hơi cực á. Chú có sợ người ta nói này nói kia không? Mình phải đóng góp vô đó để mình sống, với lại mình ăn bám sao sợ người ta nói. Dạ. Ai nói gì nói không sao chú ha. Vâng. Nếu sao một nửa thương mình là được rồi. Trời ơi, 72 tuổi. Ngoài cô ra chú kết mỗi cô đó thôi hả? Theo ý của mình là mình chọn những cái cô mà không bận bịu con cái là một. Quá dễ. Vâng. Quá đã luôn. Rồi chú thích cô Thò mà chú xem chương trình và chú ấn tượng nhất. Đó là thầy thuốc đông y cũng có đất nhiều lắm đó chú. Đất đai của chị đó cũng 7-8 hectare. Tôi không màng về của cải vật chất mà tôi chỉ muốn
có một cái tính cách của cái con người. Tôi chọn tính cách của con người. Cô Tho là 52 tuổi, chú 72 tuổi, chênh lệch nhau là 20 tuổi. Chú thấy được không? Tại vì cô đó tỏ bài trên mạng của mấy chú, rồi tôi đọc tôi thấy cô đó, mấy chú hỏi bà ok hết mà. Từ chỗ đó tôi mới mạnh dạn trình bày chú vậy á. Thấy tuổi tác là chú đúng ngay độ tuổi ha. Rồi. Cô chú có ấn tượng nhất điều gì ở cô Thọ? Chú nói sao? Chú xem clip cô Thọ chú ấn tượng nhất điều gì? Cái điểm tôi thấy chương trình của chú nó tốt có cái là tìm hiểu để kết nối những cái người cô đơn để gặp được một cái cơ hội. Thì tôi thấy như vậy rất tốt nên tôi cũng mạnh dạn đến đây để xin kết nối. Rồi để kết thúc chương trình này chú có lời nào nhắn gửi tới cô Thọ? Tôi cũng coi chương trình thì tôi thấy là cái cô Thoa đó tỏ bài ở trên clip, tôi thấy nó cũng giống như cái hoàn cảnh của tôi. Thì tôi mới mạnh dạn đến đây và tôi cũng chú có lời nào nhắn gửi tới cô Thọ? Thì đó, đó thì tôi muốn mong được cái clip này để đưa tới cô Thoa để mà hiểu được, nếu đồng ý thì chúng ta kết nối với nhau để tìm hiểu. Rồi, nếu đồng ý thì chú cũng chấp nhận về để luôn hả chú ha? Vâng. Dạ. Rồi tụi con cảm ơn chú. Hôm nay chú lên chương trình chú chia sẻ hết cái tâm tư nguyện vọng của chú thấy vui chưa? Dạ, rất vui. Nếu hoàn thành được là rất là vui. Dạ. Dù không hoàn thành thì nữa cũng vui. Rồi còn tùy duyên chú ha. Tụi con là nhịp cầu nối. Còn tùy duyên, cũng mong duyên đến nhanh đến chú ha. Vâng. Tụi con chúc chú nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa thương chú ha. Rồi, cảm ơn các chú. Dạ. Hôm nay chú lên chương trình này chú có cam kết những thông tin chú chia sẻ là đúng, chú chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình không ạ? Tôi đến đây là có ý chí là muốn kết nối thì tôi hoàn toàn chịu những cái lời tôi trình bày hôm nay đối với pháp luật. Rồi, chú có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh video của chú chia sẻ mạng xã hội cam kết rồi không? Gửi xuống chú đồng ý ha? Dạ đồng ý. Dạ, tụi con cảm ơn chú, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho chú có cách nhìn đa chiều hơn. Rồi, một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Xin chào. Xong rồi chú. Xong rồi. Hai chai nữa. Ủa sao mà mới nhận được mà lại lấy hai chai nữa? Đấy là người ta, của người ta, không phải của anh. À, bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa hả? Ừ, anh lấy hai chai thì anh bữa giờ anh uống tất cả bao nhiêu chai rồi? Anh uống 4 chai rồi. Uống 4 chai rồi, tình trạng bệnh của mình nó bớt chưa anh? Ừ, nó có bớt. Có bớt hả? 10 phần bớt được mấy phần rồi? 10 phần thì nó bớt được 7-8 phần rồi. Ồ, vậy là quá hợp thuốc còn gì nữa. Đấy. Thế trước khi anh uống thì tình trạng bệnh mình như thế nào? Đấy, nó cái gối của nó sưng. Dạ. Yeah. Sưng hụ gối lên, xong bắt đầu uống mà thấy nó khỏi. Anh uống được bao nhiêu ngày thì thấy nó khỏi? Uống được hai chai thì bắt đầu thấy nó đỡ, thì xong đây rồi anh lấy hai chai nữa là 4 chai uống đấy. Nó sưng lên giống như kiểu anh bị viêm viêm khớp đúng không? Đúng rồi. Thì sao? Và có... mà hồi trước giờ uống nhiều thuốc chưa? Trước thì anh cũng uống nhưng mà trước nó có bị đâu, mới bị. À mới bị đây à? Ồ vậy là anh hợp thuốc, bây giờ đi lại ngon lành rồi gì? Đi lại thì đúng là ngon lành rồi. Bây giờ anh lấy thêm hai chai nữa uống ha? Ừ, hai chai người ta còn lấy cho người ta một chai, còn anh uống một chai xong hết anh lấy. Dạ rồi ok anh, nếu anh cũng được tốt cho hiệu quả anh cứ giới thiệu giúp em. Rồi ai mà gửi thì người lại đợt trước mà gửi thế nào lại nâu thế chứ, thì bảo không biết là không thấy gửi thuốc về. Đâu bình thường thì nó dao động khoảng tầm ngoài Bắc thì khoảng tầm 4 đến 5 ngày, tối đa là 6 ngày là nhận được. Đâu chỉ 3 ngày đấy, hôm vừa rồi mới gọi điện thế mà hôm nay đã nhận được rồi mà. Thì đấy nó tùy theo anh, có khi thì nó giao nhanh, khi thì nó giao chậm, nó tùy theo cái đợt nó nhiều hàng hay ít hàng. Mấy hôm anh bận quá anh bảo điện cho em xem là thuốc chả thấy gửi về. Dạ ok em cảm ơn anh, cũng tốt giới thiệu cho em nhá. Rồi. Dạ em chào anh. Dạ.